Đi qua nghĩa trang, thanh niên nổi gai ốc khi thấy người đàn ông đang làm một việc lạ. Nghĩa trang. Ôi rồi. Ôi rồi. Làm gì vậy thằng kia? Bị ông ấy đắp quan tài đúng không ạ? Ôi. Ê trời ơi. Một thanh niên mới đây đã chia sẻ lại đoạn clip khiến nhiều người xem xong đều phải lo sợ và suy ngẫm rằng liệu một trong số những đồ gỗ mà nhà mình đang sử dụng có nguồn gốc xuất xứ từ đâu? Theo video được quay lại cho thấy, người này đang chạy xe máy đi ngang qua khu nghĩa địa thì có nhìn thấy một người đàn ông. Khi tiến lại gần để xem thử họ đang làm gì thì tá hỏa biết sự thật. Cụ thể, người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu đen đang cố gắng gỡ những khúc gỗ từ chiếc quan tài cũ. Đây là chiếc quan tài đã được người nhà bốc mộ rồi san cát. Sau đó, phần chiếc quan tài cũ ấy đã được bỏ đi. Thấy vậy, nên người đàn ông trung niên này đã tranh thủ ra đây để gỡ từng tấm gỗ từ chiếc quan tài cũ. Mục đích là để bán cho các tiệm sản xuất đồ gỗ để họ tái sử dụng. Cụ thể, với mỗi tấm được chở đến tận nơi tiêu thụ sẽ có giá 20.000 một tấm. Mỗi chiếc quan tài sẽ bán được 3 tấm, tương đương 60.000 đồng. Hai tấm này thì bỏ đi. Phải lại anh bảo. Bao nhiêu tiền một cái nắp quan tài kia? Lại gần đây. Bao nhiêu tiền nắp quan tài? Nắp đó mà mình chở xe cái tiến vào 20 nắp. 20 một nắp. Mấy mình chở vào cho nó là 20.000 một nắp. Vâng. Mỗi một cái quan tài là ba tấm. Nhưng mà gì ấy nhỉ? Mà cái chân của ông như này mẹ đinh nó mà dẫm vào một phát thì ông đời ông dù. Chết hẳn luôn. Mẹ tay chân bẩn cho nắp cái thịt giữa nó dính vào thịt người ta chết mà nó dính vào nắp quan tài. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên người đàn ông này đi lấy gỗ từ quan tài cũ. Thậm chí họ còn xem đây là một công việc để kiếm thêm thu nhập, với mỗi ngày có thể lấy được từ 40 đến 50 tấm gỗ. Xem đến đây, ai cũng không khỏi nổi da gà, bởi lẽ khi những tấm gỗ ấy được tiêu thụ đến xưởng, thì những chiếc tủ, những cái giường sẽ được ra đời với giá rất phải chăng. Rồi khi nó được bán đến tay người tiêu dùng, thì thật khủng khiếp khi họ đang nằm trên chiếc giường mà họ không biết rằng nó được tái chế từ quan tài cũ.